chôm bà con, chôm chôm nói chung là nó không có gì thân thiện đến sức khỏe, mặc dù nó tốt, nó rẻ tiền, nhưng mà chôm chôm á thì chúng ta ăn được nó như vậy. Những người này là không ăn được chôm chôm nha bà con. Những người không ăn được chôm chôm đó là những người có hội chứng đường ruột, những người kích thích, người có cholesterol cao, tiểu đường, bà bầu, tăng huyết áp, nóng trong người, béo phì là không ăn được chôm chôm. Những người không ăn được chôm chôm đó là người có hội chứng đường ruột kích thích, người có cholesterol cao, tiểu đường, bà bầu, tăng huyết áp, đó, còn nữa nha bà con. Đó, người nóng trong người, béo phì là không ăn được chôm chôm. Tốt thì nó tốt cho tiểu đường, đó, tốt ổn định cho con nặng, nó tốt nó làm giảm sơ vữa động mạch, nó tốt cho xương cốt, đó, bà con không? Đó, phòng ngừa ung thư, kháng khuẩn, sát trùng, cung cấp tốt cho năng lượng cho cơ thể. Nhưng mà ta ăn chôm chôm á, khi ăn chôm chôm ăn không quá 10 trái một ngày, không ăn vỏ, không ăn hạt, ăn phần thịt của màu trắng trắng thôi, ăn không quá 10 trái một ngày, không ăn vỏ, không ăn hạt, chỉ ăn phần trắng trắng, phần cơm của nó thôi. Chúc bà con ta ăn chôm chôm vui vẻ mạnh khỏe bà con ơi. Xin chào bà con, chúc bà con, bà con ơi,